chăng mời giúp mời hỏi mì gà mì gà mì cầm đông mới tiết tại cầm đông thì cầm đông tôi chứ mà chăm đi đi là đã chỉ phóng số rồi mình bỏ một lưu mới mau chăng đi chặt đám bỏ một mì gà mì cá bỏ một đúng chưa lớn chưa bạn về tranh là chưa mới vậy mà ở đông xe thùng đông xe thùng bỏ mỏi dùng dù nó cứ nơi trên a xé á không bao giờ dốt bòi nhiều dốt mến bò mến đó mới bò ở nhiều nhá cho một màu cho một lóng thì mà mới màu một lóng vào cổ đào à rồi còn thấy ba cái chua chua lươn máu tại vì là to này ở tờ lóng biết đâu là máu rồi ở đây phải là to này vừa bị sơn lông cắt anh xây đi chờ rồi công xe cắt đấy cho việc cắt thuận lớn trong lương nó là to này đây ta ở tờ máu là lá ốm là máu rồi lương ăn phốt tì pì phốt tì pì mà tam gì mà lắm phốt tì pì lòng nhập hơi bên bò mì gà ấy mì gà bò thằng mà chua như vậy đó máu đấy bò hơi cho bò lá mà đó sợi tiền cắt cho chân sợi tiền phải chờ cái cắt cho nhưng cắt cho lại vừa ta vừa đàm xuống lên tập bát chóng vô rồi bị cho lo mất tú mà làm sân sân tao nó thế đi chơi ai cho bà ấy à anh hiểu bà thì cớ cho bà thì cớ lăng mồm bìa bà chọ tư lăng mồm bìa bà cho sạch kia chào cho sạch kia chào lên miên chọ chẳng bà một cái phí đứng bò ai mì gá bò ai đồn xóa đồn xóa bò ai đồn xe túi đồn xe túi bò ai cú lõ ra bò ai tên hẹn bò cú lõ ra bò ai con đó tên hẹn bò ai dốt nè con đông tên hát bò dù dốt bò chân bò dốt bò chân đó lấy ta ơi nhiều 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 ai cái phần xa à xa xin mẹ xin mẹ bò đó nhiều bò thứ bảy bò thứ bảy bò hoa dốt của khó hai dốt đấy bò ai đây stong khó ta đây sang bò là tôm tôm miếng tôm tí đó chia là lẻ thì dốt đây thì sẽ gặp chốt đó có hàng mốc là tăng mà cả nhé tôm chắc chưa tôm mà cả như thế bò nói dốt thấy ai nhìn bò khó ta ấy ta thế bò khó chưa nữa ta thế đó bò chăm chưa nữa ta à do nên thì bò chưa tránh nhỉ và cho đi có vậy thế cho nó phát biệt hai giọt bò nói restore chắc cái phở cho đi có là những mối bò này những bò này đi có thế đi có bò cho restore restore chén phải lên nó hộp thì mui thế tại hộp thì mui thì mình chén cho tới nãy cái chén bò mới bò đông chuột này mình phở chân này vừa chúng thì phải lên mà đo lắm anh em vừa miến vừa chuẩn nuôi là mấy dù xong dạy lên hai cái phở dốt bị gót tiết do cho được phóp dốt mánh ấy nhé giờ ta bị gót tiết ấy bỏ ra ở phóp bị quỷ chẳng có cái bánh chiếc xa tình này cái hai xa được ta chiếc xa của chúng tình này góp lên vòng là mấy một chúng ta lấy phóp bí này chụp nuôi đây là phục vụ một cái phí một cái bây giờ chót chắc nhân châu mà nhảy bị phục vụ một tầng hạt một tầng hạt tí muối giờ trên bị đông xe không bò nập bế đã bò máu chưa được lẽ mình hiền nập bế là lẽ nó được hơi cá vì vậy bớt snap cho cái nến nữa chắc chưa được lẽ mà chỉ hiền tiết bò hỏi bốn xí một tầng hạt chắc một con ó thì kia phần lương ở đây bao phí đông xe tu giá ơi hôm nay tối nhỉ bao phí lương ai một con ó hơi một con ó thì bao phí lương ai căng đóng đây chắc căng đóng một tên hàng đấy nên một hàng tiết bao hỏi bố này đấy ai nhân mơ mà bó rồi xí ó à
Đó.